Sáng nay ngày 16 tháng 12 tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện ra mắt thương hiệu Saffron Việt Nam, đánh dấu sự gia nhập chính thức của Saffron, loại thảo dược Trung Đông quý hiếm trên thị trường Việt Nam. Hiện tại, Saffron Việt Nam là công ty đầu tiên và duy nhất có đầy đủ các loại giấy phép để nhập khẩu Saffron vào Việt Nam. Đây cũng là công ty đầu tiên đưa Saffron vào thị trường Việt Nam theo con đường chính ngạch. Nhà cung cấp độc quyền của Saffron Việt Nam là Goha Saffron, công ty xuất khẩu Saffron lớn nhất Iran. Cũng là công ty duy nhất tại Iran đáp ứng được cùng lúc rất nhiều tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của thế giới, bao gồm chứng chỉ Organic hay chứng chỉ FDA của Mỹ. Chia sẻ thông tin tại sự kiện, bác sĩ Trần Châu Quyên thuộc Viện Dinh dưỡng cho biết, Saffron được mệnh danh là vàng đỏ bởi mức giá cao, sự quý hiếm và có những công dụng tuyệt vời về mặt sức khỏe, làm đẹp. Bà Vũ Thanh Hòa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Saffron Việt Nam cho biết, việc nhập khẩu sản phẩm này gặp nhiều khó khăn, nên trên thị trường đa phần là hàng xách tay trôi nổi, không thể kiểm soát được chất lượng. Chính vì vậy, công ty Saffron Việt Nam đã tiên phong để nhập khẩu mang sản phẩm Saffron về Việt Nam bằng con đường chính ngạch, với chất lượng tốt nhất cùng đầy đủ các chứng chỉ giấy tờ kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế.